và Tường Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình cảm ơn nhãn hàng thép Hina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã tài trợ chính cho chương trình. Tất cả là chuyện xung quanh. Trời ơi, bông, bông đúng là bông luôn nè, bông ơi. Đây, bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Thấy chưa? Mỗi lần đi, mỗi lần khó. Bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút, bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cau trầu lên nghĩa không thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Mời nhà trai. Rồi chị em... bắt tay anh Quỳnh Linh gái chứ không hết hư hụt vậy. Đổi họ ha. Dạ. Rồi, mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Và chào anh bên kia. Con tự giới thiệu, con là Đặng Thị Bông. Năm nay con 28 tuổi. Và nghề nghiệp của con là giáo viên mầm non. Và hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi quê của Bông ở đâu? Dạ, con là người Quảng Nam nhưng mà ba mẹ chuyển vào trong Đắk Nông sinh sống. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. À, anh Quỳnh Linh. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là Phan Văn Lâm, năm nay em 28 tuổi. Em là người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hương Khê, Hà Tĩnh. Dạ, em bây giờ đang bán hàng và quản lý cho một chi nhánh của công ty xăng dầu Bình Phước. Vậy đi xe khỏi đổ xăng ha. Dạ đúng rồi. Em nói sơ về cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết nấu ăn, sống tự lập và con biết sống tình cảm và biết chia sẻ với mọi người. Con rất là sợ nước tại vì lúc nhỏ đi chơi với bạn á, xong rồi bạn xô con xuống dưới sông á, xong rồi con xém chiếc đuối lên, là từ đó con rất là sợ nước. Em ơi, em phải sợ đâu, có anh rồi. Có anh rồi đó. Dạ. Em trai em có sợ gì không? Em thì chỉ sợ bạn gái bỏ em giữa đường thôi ạ. Hay á. Em có những ưu điểm gì? Em là một người siêng, chịu khó, sống nhiệt tình và luôn biết chia sẻ, biết quan tâm và biết đặt mình vào vị trí của người đó. Quá và người hay. Khác. Cái đặt dạ. Mình vào vị trí của người khác mới là dạ, hay. Dạ đúng rồi. Biết nấu ăn, biết hát hò. Nhược điểm của em thì chỉ mỗi tội là khi nào mà nói chuyện với ai thì thường nói to. To cái nào? Thí dụ giờ em nói nè, ở Bình Phước em trồng cái gì? Em ở Bình Phước em là độc điều không anh? Điều hả? Dạ độc điều. Điều với cao su nhiều lắm. Cao su có dạ. Đồng tiêu không? Tiêu có. Vậy là tiêu nhưng điều, mà tiêu đúng không? Dạ, nhưng bữa nay tiêu mất giá quá rồi. Nó cũng đâu lớn gì lắm đâu. Dạ. Ví dụ như có thằng kia đang hái tiêu lén của em la nó coi. Lúc mà kia em la lớn thôi coi. Thằng này mày gan to vậy sao mày dám hái tiêu của tao? Mày cút khỏi vườn tao ngay. Dạ. Tao có lớn đâu. Nhìn mặt ổng trộm mắt cười quá nó. Dạ. Đứng nó cười luôn á chứ. Có duyên luôn. Đâu em hát thử miếng dân ca Nghệ Tĩnh đi. Dạ. Chưa đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng băng mà gió ngàn bay về. Tình ngấm vang sóng vỗ. Hay quá. Hay đó, trời ơi. Nói chung là có cái khiếu ha. Có tật xấu gì không? Em cũng không nhận ra mình có tật xấu gì. Nói chung mình cứ bình bình vậy chứ cũng không đến mức độ tệ. Không có gì xấu đúng không? Có, nhưng mà người khác biết thì em không biết là mình có tật gì. Bạn dễ thương như vậy, vui vẻ như vậy, tại sao bạn lại bị ế? Lúc đang ở quê mà chưa đi vào miền Nam làm ăn thì có yêu một cô. Do lúc đó gia đình em khó khăn quá, là quá nghèo khổ nên em quyết định từ đó em chia tay, em vào miền Nam làm ăn đến bây giờ. Vào đây có mối tình nào không? Dạ có một mối tình cũng được 2 năm ở Đồng Nai. Nhưng mà lúc đầu thì bạn gái cũng có lên nhà chơi và bạn gái thấy cái cuộc sống ở trên không được đô hội nên tụi em chia tay đến bây giờ. Còn em thì sao em? Dạ nếu mình nói mà trải qua một mối tình chính thức thì con chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết. Chào em gái. Con chào chú Quỳnh Linh. À, dễ thương mà. Vậy mà không có chàng trai nào. Con không thích cái tính gì của đàn ông? Hút thuốc con không thích. Hút thuốc? Dạ. Con không thích hói. Con thích bạn trai hói. Bên sao Linh?
Tình hình ổn không? Cũng ổn, hơi hói hói. Có thuốc không? Dạ không ạ. Có vũ phu không? Dạ không ạ. Có nói nên... nhiều không? Nói thì khi nào lúc nào cần góp ý thì mới nói mà. Có hói không? Dạ. Thế anh thấy em có hói không? Chứ giờ em chẳng biết em có hói không. Rồi sao hói hết? Đó, nó vậy đó. Tao để tôi coi. Thế được không? Đó mà coi, coi nhà trai cái. Con chào em, chào chị ạ. Rồi, chào dạ. Cưng. Bây giờ là muốn lấy vợ lắm rồi đúng không? Dạ, em muốn lấy vợ mẹ cũng ở nhà hối quá rồi. Và mọi người cũng hối quá rồi. Vậy dạ. Hả? Thế giờ em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống vợ chồng của mình chưa nè? Thì em làm bên công ty xăng dầu thì cũng công việc nó cũng đã ổn định. Và hai thì nhà cửa em cũng đã có. Ồ, có nhà rồi. Dạ, em đã có nhà và đón mẹ vào được năm này là năm thứ 6. Mẹ em thì giờ đang khỏe thì bạn gái về mà không thích ở với mẹ cũng được. Thì lâu lâu về thăm mẹ cũng được. Bởi vì sau này muốn được thì em xin bên công ty cho em đón vợ về ở với ở cây xăng luôn. À, hai có vợ chồng là cùng sẽ là... sống ở cái nhà công ty phát đúng dạ, không? Đúng công rồi. Ty phân là có việc dạ. Luôn đúng không? Có việc luôn, có việc làm luôn. Dạ, đúng rồi. Hay quá. Ồ. Tức là bạn gái bảo qua tháng cưới em cũng cưới luôn. Cưới luôn. Dạ, hay rồi. Quá. Có đấy. Chuẩn bị mình có nghĩ là mình sẽ sanh con liền không? Em thấy làm con trai cực lắm anh ạ. Đi kiếm vợ cũng quá trời thôi, em giờ muốn đẻ con gái để làm ông ngoại cho nó sướng thôi. À vậy là ông ngoại sướng hả? Là ông ngoại sướng. Nấu cho rồi được nè. Dạ. Bây giờ đi kiếm vợ mà anh gì thấy không? Em đi tận đến Bình Phước về đây để đi kiếm vợ. Xa tội con lắm. Dạ. Rồi thôi để tôi hỏi coi nhà gái tôi nãy giờ nghe thì sao, em nghe tất cả những cái chia sẻ của ảnh thì em thấy sao nè? Dạ con thấy ảnh nói thật, ảnh đã chuẩn bị cho cái... rất là nghiêm túc. Dạ, đây là người đàn ông chu toàn, người ta lo hết rồi. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi, con đi với ai? Dạ hôm nay con đến chương trình với hai bạn thân và 500 chị em đồng nghiệp chung với con. 500 chị em đồng nghiệp luôn. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và đằng nhà trai và toàn thể khách trong trường quay. Em là chị và cũng là đồng nghiệp của em Bông. Thì cái nhìn đầu tiên của chị ấy, thì nhìn em rất là vui vẻ. Dạ. Chất phác thật thà. Nếu mà lên duyên ấy, thì chị rất là mong em là người che chở, chia sẻ cùng Bông. Tại vì Bông thì là cô bé rất là thật thà, tốt bụng. Nhưng mà Bông rất là thiệt thòi vì ba mẹ Bông mất từ hồi Bông còn nhỏ. Nên một mình Bông đã phải cố gắng. Và tự lập từ bé. Được có ngày hôm nay thì Bông rất là cố gắng. Bởi Bông rất là nhút nhát. Thì nhân chương trình đây, chị chúc hai em cho nhau cơ hội để tìm được một nửa của mình. Dạ, xin dạ, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bác, với chị là bác là mẹ của giám đốc của em ạ. Dạ, chào bác ạ. Dạ, tôi xin chào hai MC. Dạ, dạ, chào bác. Tôi thì là bác của Năm. Dạ. Mà cũng như là đại diện bên nhà trai. Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương. Hoàn cảnh của Năm á, thì Năm rất là thương mẹ. Yeah. Mà hôm nay là không dám đưa mẹ đi, bởi vì nếu như mà bên nữ mà không thuận ý thì sợ mẹ buồn. Đó, thành thử nhờ chúng tôi đi để mà tạo cái niềm vui cho cháu. Dạ. Xin phép chào chị Vân và chào anh Quyền Linh và chào bên nhà gái. Nói về nhận xét về Lâm ấy, thì Lâm rất là ngoan và cần cù trong công việc, trách nhiệm lắm. Nhưng mà nay tới đây thì thấy cô bé gái này thì nó nghĩ là với mới nói với mẹ nè, chắc đây là duyên của Lâm. Nên chị cũng mong hai đứa là hãy cho nhau một cơ hội để cùng nhau tiến tới một ngày nào đó thì chị sẽ được cái mừng cho hai em. Là chị cảm thấy nó rất là vui. Chỉ vậy thôi. Đó, có một người chị gái như thế này thì cho, thôi đó. Nếu mà hai... Tất nhiên là sẽ có anh ạ. À. Tại tất cả các nhân viên trong cơ quan thì nếu mà anh nào lấy vợ thì sẽ được sếp tài trợ hết. Hay quá. Trời ơi. Mở rau. Bắt đầu nó làm nha. Dạ. Anh chào em. Hôm nay hai đứa chúng mình đến đây là cũng có duyên. Hôm nay anh có món quà. Và đây là bức tranh thêu chữ thập, tự tay anh thêu. Đây là bức tranh anh tự thêu trong vòng 1 tháng. Thì anh cũng mong là tình cảm chúng mình sẽ bền mãi theo thời gian. Và em cũng cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em và có một cái kết viên mãn. Dạ em cảm ơn. Anh giỏi quá. Đưa tôi đại diện nhà gái tôi cầm hộ nào. Dạ đây là chậu sen đá mà em rất là thích. Và tính tự tay em chăm và
chồng nó như thế này, và em mong là anh sẽ thay em chăm sóc nó thật tốt. Và nếu sau này sau chương trình em với anh có duyên thì hai chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó. Và anh, và sau này anh sẽ nâng niu cái chậu hoa này giống dạ. Nâng niu em. Dạ em cảm ơn. Quá dữ. Cho anh nắm tay em với anh bớt run. Dạ. Hôm nay trước mặt mọi người thì em cũng xin hát tặng em một bài hát về tình yêu. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi thương em. Dạ em cảm ơn. Trời ơi cái bạn này làm hay quá Lâm ơi. Biết theo nữa chứ trời ơi. Ôi Lâm giỏi quá. Tôi nể người đàn ông này đó nha. Em gặp anh rồi thì em cảm nhận anh người thế nào? Dạ em cảm nhận anh là một người rất là chân thật. Anh là con người của gia đình thật sự. Dạ. Đó là nói thật cả bằng tấm lòng của anh. Thực sự anh cũng lớn lên cũng nói chung cũng chỉ hơn em là có mẹ thôi. Dạ. Mẹ đẻ anh 3 ngày là mẹ phải đi xin cho anh ăn rồi. Nên anh là một người rất là thương mẹ. Đó là anh nói trước. Sau này lấy em thì tất nhiên tình cảm nó sẽ san đôi ra, nhưng mà anh cũng sẽ hứa sẽ chu toàn, không để cho em buồn mà cũng không để cho mẹ buồn. Dạ. Đó là con người của anh như vậy. Dạ. Dạ thực ra thì mẹ em mất lúc em rất là sớm, nên là em rất là thèm cái cảm giác mà của gia đình. Anh cũng mong em sẽ cho anh cơ hội để được chia sẻ, anh sẽ san bớt mẹ cho em. Dạ. Em hy vọng là nếu mà sau chương trình này em và anh có duyên với nhau thì chúng ta sẽ cùng yêu thương mẹ và cùng chăm sóc bà. Hay quá. Bây giờ cái đường khá xa xôi thế thì mình tính đường hẹn hò thế nào để nuôi dưỡng tình yêu, để chăm sóc tình yêu này? Em thì 10 hoặc là 15 ngày em sẽ xuống một lần. Còn em mà công việc của em nó mắc thì để ngày lễ hoặc gì thì em sẽ cho em về nhà chơi. Thứ nhất để cho ra mắt mẹ. Mẹ biết nhà, biết em biết nhà hoàn cảnh của anh. Đó, thì em cũng anh cũng mong lúc anh xuống thì em cũng tạo điều kiện cho anh được gặp em. Chứ một lần đi xa là cực lắm. Nếu mà khi nào anh sắp xếp được thời gian thì có thể gọi cho em. Thế có ngày em sẽ dắt vợ em lên đây và là khán giả của chương trình này. Rồi, giờ tiến tới. Nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói đi. Tất cả những lời anh nói là xuất phát từ trái tim anh ra. Thì em cứ việc bấm nút đi. Mọi việc cứ tương lai phía trước cứ để anh lo. À, em cảm ơn. Trời ơi, đáng yêu quá. Trời Lâm ơi, hay quá Lâm ơi. Lại đây, Lâm ngồi đây. Lâm quá duyên dáng rồi. Rồi. Cưng, Bông ơi, không còn đi. Suy nghĩ bấm nữa Bông. Không đi Cưng. Bấm làm đi. Trước, làm rồi. Trước luôn. Còn tùy bạn gái. Rồi bấm xong. 3, 2, 1. Bấm luôn. Anh ơi, cho em nhờ anh tí là em bưng. Có quà hả? Dạ, có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi, Bông, Bông đúng là Bông luôn nè, Bông ơi. Tên. Đây, bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Thấy chưa? Mỗi lần đi, mỗi lần khó. Bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút, bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cao trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khai trầu và trái cau, tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Mời gia đình nàng gái. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc. Nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mằn mò. Dạ. Em nhận. Dạ em cảm ơn. Trời ơi hôm nay thì cảm ơn chương trình đã tạo một cái niềm vui cho gia đình chúng tôi. Thì rất là xin cảm ơn. Và cũng mong bên nhà gái chấp nhận cái lễ của bên nhà trai chúng tôi để cho hai cháu là dắt nhau đi đến đến cuối con đường cuối luôn. Con đường á. Trời ơi
Rồi, mọi người ơi, mọi người, đây là rượu nè. Đám cưới về trà nè. Rồi trầu nè. Mình có hút đuốc câu nè. Câu nè. Trầu nè. Bánh nè. Bây giờ trong lòng em nghĩ thế nào, em có thể chia sẻ? Em rất là xúc động. Em mua cái này. Bởi vì Lâm giấu mẹ, cái này là phải tự lo. Đó, thành thử ra không phải. Có những cái gì mà nó chưa được hoàn thiện thì cũng mong. Rồi, chúng ta hãy cùng vỗ tay để chúc mừng cho hai trẻ. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày rất đẹp. Đẹp quá. Chúc cho hai em sẽ sớm về chung một nhà. Ăn chung một nồi cơm, xài chung một bóp tiền, chăm sóc chung những đứa con. Và hãy cùng nhau dắt nhau đến cuối cuộc đời nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, thông qua chương trình này, đầu tiên cho con xin cảm ơn ban biên tập của chương trình và hai cô chú MC và tất cả quý vị khán giả. Và con hy vọng là sau chương trình này con và anh có thể tìm hiểu, và nếu mà có duyên thì hai đứa sẽ đi tiến đến xa hơn nữa. Hay quá. Con cảm ơn. Hôm nay tôi vui quá ông mối. Chúc mừng bà mối. Dạ. Hai đứa giờ vậy là xong thủ tục của đại diện hai gia đình rồi. Bây giờ tới thủ tục của chương trình. Chị ơi, cho em xin phép cho em. Trời ơi. Đã được rồi. Đã được rồi. Mất phấn của người ta luôn rồi đó. Đây là nụ hôn đầu đời đó. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đám cưới được xếp đãi ha, tài trợ rồi có 20 triệu, rồi có sản phẩm sử dụng trong gia đình một năm miễn phí luôn. Trời luôn, quá tuyệt vời. Em ơi, bây giờ chỉ có tình yêu thăng em hoa ơi, thôi. Cố gắng xui liền phải không? Trong hồ đẹp quá, Lâm ơi, Lâm giỏi quá vậy Lâm.